Vâng, kính thưa quý khán giả, hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2018, bây giờ là 23 giờ 15 phút tại California. Ở Việt Nam thì bây giờ là 1 giờ 15 phút. Thì đối với lại cái trường hợp của anh Will Nguyễn, cho tới ngày hôm nay thì tất cả mọi người vẫn chưa biết những cái nguồn tin gì và chưa có một cái tin tức gì chính thức từ phía Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng như là từ phía của chính quyền Việt Nam. Thì ngày hôm nay chúng tôi có một thời giờ rảnh để mà đi vào để tìm hiểu cái mạng Twitter của anh Will Nguyễn. Thì cái mạng Twitter này thì nó cũng rất là đơn giản, nó twitter.com gạch chéo một cái Will rồi gạch ở dưới Nguyễn, xong gạch thêm một cái ở dưới nữa, thì đó là cái của Will Nguyễn. Thì chúng tôi sẽ đưa cho lên quý vị trong một cái bài viết cái Twitter của anh này để quý vị có thể đi vào bên trong xem. Và trong này có rất nhiều cái hình ảnh rất là khá dài, thì chúng tôi tạm thời đưa lên trên cái mạng video này để quay cho quý vị thấy những cái hình ảnh mà chứng minh rằng Will Nguyễn đã có những cái quan hệ tại Việt Nam. Mục đích mà chúng tôi đưa cái Twitter của anh Will Nguyễn lên để cho quý vị thấy rằng cái Twitter này bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 2018, tức là cách đây khoảng 2 tháng thì anh Will Nguyễn này đã bắt đầu hình như đã có tham gia một cái tổ chức nào đó thì chúng tôi không biết, anh không có nói, nhưng mà đại khái trong những cái chat với lại các bạn bè của anh ở trong Twitter đó thì đa số thì viết bằng tiếng Mỹ, thì hình như là Will Nguyễn đã bắt đầu có những cái kế hoạch để về Việt Nam và xâm nhập vào cái hệ thống của nhà nước Việt Nam để đòi hỏi tự do tranh đấu và nhân quyền. Thì đó là một trong những lý do mà chúng tôi nghĩ rằng Will Nguyễn đã bị. Thì quý vị thấy đây, đầu tiên là một cái hình. Đây là cái hình của Will Nguyễn ngày mùng 9 tháng 6. Anh đã chụp một cái hình ở trong thành phố và dưới anh có viết Security forces now working with the people. They have already landed. Thì trong này họ nói rằng Vietnamese democracy, tức là những người an ninh Việt Nam bây giờ đang đi bộ cùng với dân chúng và họ rất là dịu dàng. Nhưng mà trong cái ảnh này thì chúng tôi thấy rằng không có phải là dịu dàng, mà đây là những người mặc sắc phục màu xanh đang đứng chặn đường, đằng trước kia thì hoàn toàn không có xe cộ lưu thông. Thì cũng cái hình kế tiếp của anh Will Nguyễn, No Chinese land lease even one day, và cái số 99 gạch chéo có nghĩa rằng là không cho những người Trung Quốc được thuê đất cho dù một ngày. Cái bên dưới thì nói rằng police struck a protector and child had broken out, tức là anh ta nói rằng cảnh sát đã hành hung những người đi biểu tình và cuộc biểu tình đã bị sao động. Vâng, kế tiếp đó thì cuộc biểu tình đã trở nên hỗn loạn và buses have been set up to block street, but they provide. Chúng tôi xin bắt đầu lại cái phần này. Vâng, đây là tấm hình đầu tiên ngày, tức là ngày mùng, đây tấm hình đầu tiên trong cái Twitter của anh là ngày mùng 9 tháng 6, và anh ta cho thấy rằng là cái cuộc biểu tình những người an ninh cũng đi chung trong những người biểu tình và họ rất là
dịu dàng. Tức là một cái hình thứ hai thì có nói rằng không có cho Chinese thuê đất cho dù đó là một ngày và có số 99 vòng, một cái vòng tròn và gài chéo, tức là có không đồng ý với 99, đó là một cuộc biểu tình. Thì tại sao là ngày mùng 9? Tại vì chúng tôi biết ngày mùng 9 anh ta hãy còn ở Việt Nam, mà đây là ngày mùng 9 tháng 6 thì lúc đó, đó ở bên Mỹ mới có là ngày, ở bên Việt Nam là ngày mùng 10. Thì đây là cái trang Twitter của anh Will Nguyễn đã được một người nào ở Việt Nam sử dụng, nhưng mà lúc đó thì đang là mùng 10 tháng 6 tại Việt Nam. Thì những cái hình ảnh này chắc chắn là đã được gửi qua cái Twitter riêng, hoặc là qua một hình ảnh khác, hoặc là Facebook, hoặc là email. Và bây giờ cái hình kế tiếp vẫn là ngày mùng 9 tháng 6, thì là cho thấy hình ảnh một người bị nằm đó, thì không biết là về lý do gì, nhưng mà không thấy, hoàn toàn không thấy có cảnh sát đánh. Nhưng mà trong cái tấm hình này để cái là minh họa là cảnh sát đã tấn công một người biểu tình và hỗn loạn đã bắt đầu. Thì chúng tôi thí dụ như là chắc chắn là phải có cái những cái cell phone, hoặc là những cái video camera hay là phone camera, thì chắc chắn là phải quay được cái cảnh lúc đánh chứ. Tại sao mà một người, thì có thể đây là một người mà chúng tôi nói, chỉ nói là giả thuyết thôi, một người đây say nắng thì bị ngất xỉu. Hai, những hành động đóng kịch mà họ, những người chống, những người gọi là chống đối nhà nước Việt Nam hay sử dụng tại Việt Nam thì rất nhiều rồi, chứ không phải lần đầu tiên, là họ lấy cả máu heo họ để lên đầu, xong họ làm, họ băng bó này kia, xong là đổi tại cho công an hành hung. Thì cái hình ảnh này á, nếu mà chụp được cái hình này ra thì chúng tôi nghĩ rằng á, cái người chụp bắt buộc phải có một cái video. Và đây cũng là cái hình thứ mùng 9 tháng 6, tức là Việt Nam là mùng 10, thì cho thấy rằng những chiếc xe bus màu xanh và đã có, và có những ca công an Việt Nam đứng để chặn đường, mà anh ta có một lời bình này: "But they provide in effective", tức là cảnh sát công an đã chặn đường bằng những chiếc xe bus nhưng mà không cản được, tức là vô hiệu lực, tức là không cản được những người biểu tình. Hình cái thế tiếp: "Unprecedented number of the protesters in Saigon", thì anh ta nói rằng không thể tưởng tượng được một cái số người để tham dự biểu tình như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái hình ảnh, có lẽ là cái con đường ở chỗ đường đi tới đường công viên Hoàng Văn Thụ đó, thì quý vị biết rằng bình thường nó cũng đã kẹt đường. Đây là những người biểu tình, rồi một số người, những dân chúng, là những người mà tò mò bước ra ngoài. Anh ta đã nói rằng đây cuộc biểu tình mà không biết, không thể đoán được cái số người tham dự. Như ông David Lee thì nói là hàng trăm ngàn người. Đấy. Và cái hình kế tiếp đây cũng vậy. Thì chúng tôi thấy rằng những cái người mà quý vị thấy đây là những người bình thường, dân chúng bị kẹt đường, tắc đường, đi xe gắn máy như này thì không thể gọi là những người đi biểu tình được. Bởi vì những người biểu tình là phải có biểu ngữ, phải có những cái bảng cầm. Tiếp tục, anh ta viết những lời bình luận ở dưới đây là rất là nhanh chóng, là nói những người biểu tình đã nhanh chóng là bao vây, là những người đang đi biểu tình á, nhanh chóng bị cái là công an bao vây. Trong đó thì là violence and breakout, anh nói rằng sau đó thì là có một cái trụ xô xát xảy ra. Đây là đoàn biểu tình đang đi xuống về Sao Bao, tức là đi về phía nam của đường Nguyễn Văn Chỗi. Một người có cái nick là The Vietnamese viết cái đang có cuộc biểu tình ở Sài Gòn với là bất bạo động. Những người biểu tình đã rất là bình tĩnh và đặt những câu hỏi
nói chuyện với lại cái công an. Các ông có đọc hiến pháp hay không? Và các ông có biết rằng khi mà bắt một người đi biểu tình hay bắt những người đi biểu tình là vi phạm hay không? Đó là một người mà không phải là anh Vũ Nguyễn, nhưng mà một người đã trả lời trong đó. Rồi đây là một cái hình, anh ta nói rằng ở đây trên đầu thì có cái chữ TIC, chắc là bia cái đường, cái lối đi ra phi trường đây. Đấy. Thì đường hướng về công viên Hoàng Văn Thụ. Thì anh ta cho nhìn thấy những tấm hình. Và đây là những người biểu tình đang đi về phía Hoàng Văn Thụ. Từ Hoàng Văn Thụ đi xuống đường Nguyễn Văn Trỗi, xin lỗi. Và những cái loa cầm tay ở trên xe của cảnh sát đã yêu cầu những người biểu tình phải giải tán. Và những người biểu tình đã la to, hét to, lấn át luôn cả cái tiếng loa. Và anh ta nói rằng dân chúng đã cung cấp những chai nước uống và những cái điện thoại. Battery cho cell phone. Và đây là hình ảnh này thì chắc các bạn đã biết anh Phan Hùng cũng có mặt ở đây ngày hôm đó, và Phan Hùng cũng đã chụp cái hình đây. Đây là cái cầu vượt ở chỗ Hoàng Văn Thụ. Anh ta có viết một cái câu như thế này: SBBC is unprecedented, tức là một cái sự không tưởng. Bây giờ thì số người biểu tình quá đông và đã gia tăng lên. Nhưng mà chúng tôi nhìn thấy cái hình này thì hình như là nó lại vắng hơn lúc nãy nữa. anh ta nói rằng những con đường đã bị chặn lại và chúng tôi đã đi về phía Tân Sơn Nhất. Và chúng tôi cũng không để cho một cái lời của anh ta viết ở đây thì chúng tôi không thể mà nghe là có cái cảm tưởng là cái những cái sự mà câu này anh viết ra cũng hơi... Vâng, tôi bấm cái chữ đó lên to lên để quý vị có thể đọc được. Thì anh ta nói rằng anh ta không thể tưởng tượng được là làm sao những cái người mà Việt Nam mà có được những cái sự tự do như thế này, và chính phủ cộng sản đã cho phép người dân có quyền được tụ họp với nhau bằng cách là rất là bất bạo động, và mọi người có quyền là sử dụng cái quyền công dân của mình để mà đòi hỏi những cái biểu tình về những cái mà gọi là không được công bình tại Việt Nam. Thì trong cái này của anh ở dưới đây nó có những người trả lời như thế này thì chúng tôi không quan tâm lắm. Trở lại đây thì thưa quý khán giả, chúng tôi chỉ quay một cái phần này thôi, và chúng tôi sẽ cố gắng dịch những cái này ra cho quý khán giả. Đây là những cái hình ảnh mà biểu tình ngày hôm đó. Mục đích chúng tôi, ngoài này anh đã gửi lên một cái câu này, là có thể đây là những cái câu mà gọi là đã... anh ta được nghe từ những người sinh viên trong những trường học về đang đi tham dự trong các cuộc biểu tình. Và những người sinh viên này họ đã nói rằng cái hệ thống giáo dục thay vì để mà cái là dạy dỗ người ta thì hệ thống giáo dục Việt Nam đã là đưa cho những người kỳ dân hoặc là những sinh viên trở thành những cái người mà gọi là không có giáo dục. Thì trong cái thông báo này, hiện nay do tình hình thực tế về dự thảo đặc khu kinh tế, hiện nay nhiều tổ chức phản động lợi dụng dự thảo để xuyên tạc, kích động, xúi dục người dân yêu nước biểu tình, làm cho tình hình càng trở nên căng thẳng. Trước tình hình đó, để tránh bị lợi dụng làm lợi cho kẻ xấu, trường THC đề nghị các bạn sinh viên không tham gia bất kỳ các cuộc biểu tình nào nếu không do nhà trường tổ chức, không có những hành động quá khích trái phép như like, share,
comment các thông tin chưa được kiểm chứng, kích động người khác gây rối. Số 10 là không có tụ tập lôi kéo rủ rỗ người khác cùng tham gia biểu tình. Anh ta đã chụp một cái thông báo của một cái trường STHC là không biết trường nào, nhưng mà đại khái thì anh ta cho biết rằng đây là một cái thông báo mà gọi là cấm cản, không cho người sinh viên được tự do bày tỏ những cái tư tưởng của mình. Và anh ta nói đây là một cái hình ảnh mà biểu tình vào ngày quý vị nhìn thấy rõ ràng đây là một cuộc, cái hình ảnh này rõ là một cái hình ảnh là giả mạo. Tại sao chúng tôi nói là giả mạo? Bởi vì trong này anh ta viết to the street this coming Sunday, có nghĩa rằng là anh ta viết ngày mùng 6 tháng 10. Okay. Và anh ta nói rằng trong ngày chủ nhật sắp sửa tới đây, tức là ngày mùng 10 tháng 6, thì anh ta viết một cái này mùng 6 tháng 10 với một cái hình chụp như thế này. Thì thưa quý khán giả, như vậy là cái hình này không phải là một cái hình của cuộc biểu tình ngày mùng 10 tháng 6 như là các Facebook đã đưa lên, mà chúng tôi đọc được vô hình chung anh ta vô tình không xóa đi có nói rằng cái chữ Formosa. Thì đây có nghĩa rằng đây là một cuộc biểu tình có liên quan tới Formosa năm 2014. Và anh ta còn nói rằng á là tại Hoàng Văn Thụ Park near Tân Sơn Nhất Airport và Notre Dame Cathedral and the Nguyễn Huệ Walkway in the front of City Hall. Tức là đây là cái chỗ mà Ủy ban Nhân dân và chỗ phố đi bộ và chỗ đường Hoàng Văn Thụ. Gần phi trường Tân Sơn Nhất. Nhưng mà trong này lại đề Formosa thì chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn là những cái biểu ngữ này là sai rồi. Và cố tình là lấp liếm. Ngày mùng 6 tháng 6 anh ta đã gửi cái hình này lên và nói là in this coming Sunday June 10. Vâng, đây quý vị nhìn đây, đây chữ này, chữ Formosa. Cái chỗ này là chữ môi trường đó, có chữ trường không đó. Đấy. Thì lấy một cái hình ảnh của Formosa để đưa lại gắn ghép cho một cái cuộc biểu tình cho ngày mùng 10 mà lại gửi đi ngày mùng 6. Đây là ngày mùng 4 tháng 6. Anh ta nói rằng á, hình như là người Việt Nam và người Trung Hoa đang có trở lại một cái hình ảnh ngày xưa, tức là năm 1989. Ý anh ta nhắc lại cái cuộc... có thể năm 1989 là một cái cuộc không hiểu anh ta muốn nói cái gì. À, anh ta đang nói về cái vụ mà Thiên An Môn. Vâng, thì đây là một cái cuộc, anh nói đây là một cái hình ảnh cố tình kích động cho sinh viên Việt Nam và nói sinh viên Việt Nam và những người sinh viên Trung Quốc đã đồng với cái quan điểm rằng là sẽ tạo thành một cái Thiên An Môn tại Việt Nam. Đây là ngày mùng 1 tháng 6. Vâng, thưa quý khán giả, đó là tất cả những cái gì mà chúng ta thấy. Và đây là có những của những người khác. Will Nguyễn, tức là thì không phải là anh ta vô tình. Đây ngày 20 tháng 5, miền Nam đấu tranh cho cái gì? Thực tế là càng nghiên cứu tôi càng ngộ ra. Thêm sự mâu thuẫn trong chính sách người dân miền Nam đã dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng đầy lúng túng của miền Nam Việt Nam. Chính là lá cờ trên chiếc áo dài, bàn tay của người thợ may vuốt nhẹ nâng niu một dải vàng với ba sợi màu đỏ. Bạn thành thật tự hỏi phải chăng đó là chỉ là sự tình cờ chấm dứt hỏi. Anh ta đang trả lời nói chuyện với một người tên là Bắc Nam. Tôi sinh ra tại Hoa Kỳ, thời đó tôi chẳng hề biết tất cả những người Việt mà tôi đã từng tiếp xúc đều là công dân của Việt Nam Cộng Hòa, tức là miền Nam Việt Nam, hoặc như tôi biết. Vâng, nếu mà mình mở rộng ra thì chúng ta sẽ thấy đây là trang cái mạng dân luận mà cái người Will Nguyễn, tác giả Will Nguyễn tự cho mình là một con mèo thí nghiệm của Schrödinger giữa phương Đông và phương Tây, tùy theo góc nhìn của mỗi người mà anh ta có thể là người Việt hay là người Mỹ. Will tốt nghiệp trường đại học Yale năm 2008 với bằng cử nhân ngành các nghiên cứu về Đông Á, Bachelor in East Asian Studies. Anh vừa tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại trường Lee Kuan Yew, tức là Lý Quang Diệu, ngành hành chính công, Public Policy. Trong đó, anh đã tiếp tục theo đuổi cái đề tài lịch sử, văn hóa và chính trị Việt Nam theo giờ Việt Nam Y. Thì đây là cái tên của anh Dương Nguyễn. Và đây cái phần này anh viết
thì tôi không biết rằng đây là anh tự viết ra hay là ai viết cho anh hay là cái gì, chúng tôi không biết. Đấy. Thì nhưng mà khoe mình đã tốt nghiệp đại học năm 2008. Và năm nay đó là 2018, tức là 10 năm. Đúng không? 10 năm thì năm nay anh 32 tuổi, thì năm 2008, tức là anh ta mới có 22 tuổi, đã tốt nghiệp bằng cử nhân ở trường đại học Yale, thì chúng tôi thấy cũng hơi hơi không được chỉnh cho lắm. Mà ngành cử nhân, chúng tôi vẫn muốn là anh ta chụp cho chúng một cái hình là cái bằng tốt nghiệp của anh ta là kia, cái bởi vì bên Mỹ mà tốt nghiệp ra bao giờ nó không có. Và anh ta viết những cái bài như thế này và những cái nội dung này. À, chúng tôi sẽ lấy từng những cái phần này để ra làm một cái những cái bài viết, chứ quay phim như thế này thì rất là dài và có lẽ là quý vị cũng không thể theo dõi được. Nhưng mà mục đích của chúng tôi cho quý vị thấy rằng những việc làm của anh Will Nguyễn nó đã có một cái vấn đề trong đó, chứ không phải là đơn thuần là chỉ là vô tình ngày mùng 9 anh về tới Việt Nam và ngày mùng 10 anh ta đi biểu tình, mà đây là nó có một cái âm mưu đã kéo dài từ lâu rồi, chứ không phải là ngày hôm nay. Vâng, rất là dài, thưa quý khán giả, đây là phần cuối cùng. 30 tháng 4, đây là, tức là nó từ ngày 30 tháng 4 trở lên phía trên, tức là những cái nào mà trước thì nó nằm dưới cùng cái này. 30 tháng 4, anh ta biết ngày 30 tháng 4, một người tên là New Narrative nói rằng đã trưởng thành tại Hoa Kỳ, Will Nguyễn biết về Việt Nam, biết Việt Nam, biết nói tiếng Việt, và cái tiểu sử của anh ta, chữ nó hơi nhỏ. Vâng, thì trưởng thành tại Hoa Kỳ, Will Nguyễn biết được tiếng Việt và biết được cả lịch sử nước Việt, đã trở thành anh đã đến hoàn toàn từ miền Nam, là người miền Nam Việt Nam, và anh ta đang đi nghiên cứu, và cái sự tìm tòi của anh ta đã đưa anh ta đến tới những câu hỏi tại sao và miền Bắc và miền Nam chia nhau trong cái cuộc hành trình để mà đi tìm những cái sự thật về đất nước Việt Nam. Vậy thưa quý khán giả, thì từ ngày 30 tháng 4 và cho tới lên trên này đã cho thấy rằng Will Nguyễn là một người làm chính trị, và đó là lý do tại sao Will Nguyễn bị giam giữ cho tới ngày hôm nay chưa được thả ra. Vâng, trân trọng cảm ơn quý vị, và chúng tôi sẽ lấy từng phần của những cái hình ảnh này cũng như là những cái tin nhắn của các bạn bè của anh ta để chúng tôi sẽ có phần thì dịch cho tiếng Việt, có phần thì dịch cho viết bằng tiếng Việt, có phần thì đa số bằng tiếng Anh. Thì chúng tôi đặt câu hỏi ra, anh ta đang tranh đấu với cho những người Việt Nam ở trong nước thì anh ta phải viết tiếng Việt, tại sao anh ta lại viết bằng tiếng Mỹ? Tức là anh ta muốn giới thiệu cái bản thân của anh ta đối với lại quốc tế hay sao? Là anh ta muốn chứng minh, như chúng tôi đã nói trong một cái live stream trong tuần vừa rồi, anh ta muốn đang đánh bóng tên tuổi mình, đang lập một cái thành tích rằng anh ta đã tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam. Và đó là lý do tại sao tới ngày hôm nay Will Nguyễn, theo tôi, chúng tôi nhận định, vẫn chưa được thả ra, bởi vì đó là cái một cái yếu tố chính trị. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn.